Thì ngày hôm nay Lực Tàng thông tin cho mọi người cứ yên tâm, cơ quan chức năng đã trình báo rồi và họ sẽ có quy trình để họ theo dõi, họ điều tra, họ liên hệ với cơ quan công an tỉnh Tây Ninh để giải quyết vấn đề này. Cô bác cứ yên tâm chờ đợi những thông tin đến từ Lực Tàng và Lực Tàng sẽ cung cấp cho mọi người trong những clip tiếp theo. Ngày hôm nay Lực Tàng thông tin cho mọi người như vậy, có những thông tin gì mới tiếp tục cập nhật ạ. Cảm ơn cô bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.